Nhóm SEO, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình và mình là Cuối Ca. Hôm nay các bạn cùng khám phá tập tiếp theo của Dragon Ball Super tập 19 nha bạn, niềm tự hào nguồn cội. Đối với tập 19 này chúng ta sẽ có những quà tặng gì kèm theo, bây giờ chúng ta tiến hành full siêu nha. Siêu của bộ này có muốn khá không áo rồi, cho 8 trên 10 điểm nha. Thì kích thước của bộ truyện vẫn giữ nguyên 17.6 x 11.3 nha các bạn. Và giá tiền thì nó vẫn giống như cái tập trước thôi, 18 tập trước thôi, là 25.000. Như các bạn mua chiếc khấu hãy quanh quẩn 21-22.000 tùy nơi ha, tùy sàn thương mại đi tử các bạn mua. Đây bó kẹt được tặng kèm các bạn, khá là ổn áp nha. Bó kẹt đó chính là hình bìa luôn các bạn, bìa rồi đây, đây là phần bìa rồi. Được các bóng các bạn cũng khá là xịn sò. Đây giá tiền hồi nãy mình có nói 25.000. Bây giờ khám phá bị keo bên trong, bị keo bên trong vẫn là bị keo màu nha các bạn, khá là ổn áp nha. Bên trong được in trên giấy xốp bình thường thôi, khá là đáng tiếc, hoàn toàn in trắng đen và không có trang màu nữa hết các bạn. Nội dung của tập 19 Dragon Ball Super niềm tự hào nguồn cội, trong lúc tưởng như không hề đáp trả trước loạt tấn công quyết liệt của Granola, bản năng của Gas đã thức tỉnh trước sức mạnh khủng khiếp vừa được đột ngột trỗi dậy đó. Goku và các bạn đều bị đánh cho tan tác, không còn cách nào đối phó được với Gas. Ký ức người cha Ranbok trong Son Goku bỗng ồ về, và chuyện gì xảy ra mà các bạn cùng chiêm ngưỡng qua quyển truyện và hãy dở cuốn truyện ra đọc và chiêm nghiệm nha các bạn. Mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ, ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn các bạn những video lần sau.